Dạ vâng, xin chào toàn thể quý anh chị em đam mê đồng hồ đã đến kênh YouTube Review đồng hồ chính hãng của bên cường em. Ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ tổng hợp lại cho anh em một số mẫu đồng hồ chính hãng đã qua sử dụng bên cường em. Những mẫu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ Nhật Bản Tổng hợp một cái video hôm nay sẽ gồm là 15 chiếc đồng hồ gồm giới thiệu khác nhau, đa dạng về phân khúc như là đồng hồ zin đồng hồ Fed đồng hồ Monditor Roy, audit, Hamilton Tissot, Movado và cả đồng hồ Citizen vào là một con đấy em nhá rất đa dạng về phân khúc anh em nhá giá của nó chỉ loanh quanh từ 5 triệu tới hơn 5 triệu đến hơn 20 triệu nha anh em tùy từ mẫu sản phẩm ở chỗ rất là dễ chơi chiếc cái lô hôm nay thì em bàn ra sẽ có bảo hành hậu mã tất cả cho anh 5 năm có, sẽ có thêm bảo hành đi kèm này hóa đơn chứng từ dấu đỏ cam kết chính hãng 100 bên cường em để cho anh em được yên tâm hơn và trải nghiệm những mẫu đồ chính hãng của bên cường em anh em nhé ở đây trên lô hôm nay đầu tiên thì em có một em hàng factor zone tăng chiếc này sẽ là một em hàng FC một phiên bản rất là hiếm chiếc này là một trong những phiên bản gọi đó là siêu hiếm anh em nhé phiên bản limited edition toàn thế giới chỉ được sản xuất là 2888 chiếc và trên mẫu đồ này được sản xuất tình trạng là còn rất đẹp toàn thân sẽ được bọc vàng, vàng hồng 10 biểu đông và hồng 18k anh em nhé rất là sang trọng đồ hoàn thiện rất sắc nét một mã thiết kế theo phong dáng sport phong dáng thể thao thiết kế trên năm bấm giờ đã trôi rap anh em để theo dõi anh em thể dùng bấm giờ thể thao rất yên tâm rất là ngon tiện dụng cho anh em chơi trong một bộ dây da khóa sẽ là khóa xiên trên khóa sẽ có logo hình kia của nhà FC với mẫu đồng hồ FC chúng ta hôm nay thiết kế là ba núm núm giữa sẽ có logo hình khiêng của nhà FC ở giữa này và chiếc này được thiết kế với đường kính xe mặt sẽ size 42 anh em có cụ tay lên quanh tầm 16.5 trở lên thì đeo đồng hồ FC là rất đẹp và hoàn hảo nha anh em ạ mặt kính trang bị là một mặt kính sao nguyên khối này trồng xước và có hủ đời trồng anh em nhìn thì đồ hoàn thiện của nó nhìn rất là mê luôn rất tinh xảo thiết kế niềng bo tròn sản phẩm nha anh em nhé mỗi sản phẩm này được thiết kế mặt đeo màu trắng kim cọc số sản phẩm đều được thiết kế mạ vàng hồng màu riêng gold nhìn rất là đẹp nên uh, tay nhìn rất sang luôn anh em nhé nhìn nói chung là không thể chơi đâu được ở giữa sẽ một thiết kế những đường họa tiết vân nổi lên đây họ tiết vân cô chê em nhìn nó thiết kế rất đẹp thiết kế cái vòng ngoài này chứa những con số thì đọc cái những cái đường họa tiết vân thường thôi bên dưới góc giờ sẽ có chữ số với mắt chữ sĩ bên trên sẽ cầm ô cửa ở sổ lịch ngày rất tiện dụng cho anh em xem và chơi luôn góc 3 giờ sẽ có chữ factor con tao gì góc qua chín giờ đây sẽ được một thiết kế một ô kim dây kim dây là kim dây rốn anh em nhé kim dây small second còn lại cái kim trên trục anh em thì quan sát đây là sẽ là cái kim dây bấm rời thao để kích hoạt cho bấm giờ này anh em một lúc 2 giờ này kim dây sẽ hoạt động và khi anh em muốn biết được chúng ta bảo được bao nhiêu anh em muốn lúc góc hai giờ hiển thị đây sẽ là 5 giây anh em nhá em vừa bấm 5 giây và khi gì sẽ bị đến đầu em sẽ ấm nước góc 4 giờ đó toàn thân bọc vàng hồng 18 k thì rất sang trọng và hình thức rất đẹp anh em nhá mặt đằng sau sản phẩm của chúng ta hôm nay được thiết kế là mới mặt đáy lộ cơ anh em có thể quan sát được bộ máy bên trong của sản phẩm này bộ máy FC393 rất sang trọng là trong bộ máy Study 3 thiết kế cùng máy này rất là đẹp và hoàn hảo nói chung là thiết kế rất tinh xảo ở giữa trên cái máy tính đáy sẽ có cái dòng chữ ký rất sang trọng này trên bộ sản phẩm sẽ có chữ filter con tan uh, gồm mẫu sản phẩm này sẽ gồm 25 trên kính tần số rộng 28.800 <laughs> với thằng tích cóc của em nó nhanh quanh là 42 giờ anh em ạ Liên đáy sản phẩm có một số thông tin cơ bản như là SC393, uh, Rumble 54 là mã đáy sản phẩm này. Phiên bản limited edition, sản xuất là chiếc thứ là 1739 uh, trên 2888 chiếc. Còn chiếc Forever Constant, Rumble, Swimmax chữ sĩ và đây là độ chống nước của nó là 5 ATM. Hiện tại chiếc này phiên bản giới hạn anh em nhé, siêu đẹp, bóng bạc hồng 18K. Một phiên bản quả nó là khó anh em phải tìm chiếc thứ hai ở tại Việt Nam em giao lưu lại tới anh em giá của nó chỉ có là 23 triệu 500 ngàn đồng sẽ có bao hộp du thuyền đi kèm tại vì đây là phiên bản lý anh em nhé giá chỉ có 23 triệu rưỡi thôi cái tay ở đây thì em sẽ có một em hàng uh, Oresta giới thiệu tới anh em đây sẽ là một phiên bản đồng hồ khá là hiếm phiên bản là tinh hoa của nước Nhật Bản một chiếc đồng hồ Oresta mày có tay anh em nhé mày có tay là sao em gọi là mày có tay Tại vì cái mẫu đồng hồ Star này à, khi em nó là máy có tay thì em nó anh em muốn chạy ấy, thì anh em sẽ phải lên có tay cho sản phẩm này và với mẫu xong hoàn có tay của chúng ta hôm nay thiết kế rất hay nó sẽ có một ô kim xăng màu có năng lượng làm mở vị trí góc 12 giờ giúp anh em có thể nhìn thấy uh, toàn bộ cái lượng năng lượng bên trong với một con tay này thì em sẽ lên con tay chút này cho anh em cảm nhận nhé lên con tay máy nó rất nhẹ luôn hiện tại em lên như này đang là 10 giờ này sau 10 giờ anh không lên có tay thì bộ mặt sẽ dừng lại sẽ lên tầm khoảng 25 giờ đi có tay lên rất là nhẹ và bắt có rất là nhanh luôn nha anh em nhé đó anh có sát được một sản phẩm của Star Open Heart rất đẹp và sang trọng thiết kế đường kính xe mặt của nó chỉ là size 39.5 thôi lên tay rất là dễ anh em có cổ tay từ 15.5 đeo rất đẹp với mẫu đồng hồ Star này rồi thiết kế nguyên zin 100% dây da cá sấu quá là hoa bướm chống gặp cái dây cao cấp của dòng All Star trước đây thì nó một cả hai của dòng có tay sẽ hơn hẳn những cái dòng có tay thông thường khác tại vì ví dụ ví dụ chỉ có ví dụ thụy sĩ nhá những cái mẫu mã có tay là t-shirt hay là hamilton thì chỉ có cái dòng mà hay là thụy sĩ chỉ chỉ có duy nhất cái thằng là monic tagroy được sở hữu bộ máy có tay có kim xăng bỏ có năng lượng thôi em ạ lúc bao giờ đây thì có thể dòng chữ All Star này bộ kim một sản phẩm thiết kế là kim nung uh, xanh rất sang trọng luôn gồm kim dây kim dồ nằm ở vị góc 6 giờ còn lại thế là một ô kim xăng máu lòng góc 12 giờ kim giờ kim vút của chúng ta thiết kế dạng là kim kiếm được thiết kế tông màu nung xanh rất đẹp toàn bộ máy móc chuyển động bên trong anh em để quan sát thấy rõ từng uh, chân kính là từng chiếc nhỏ nhất của bộ máy thôi và anh em để nhìn xuyên thấu qua mặt sau đồng hồ này rất là đẹp còn cọc số vẫn được thiết kế là cọc số vạch đan xen lẫn cọc số la mã cổ điển nằm ở vị trí góc 6 giờ, góc 12 giờ. ở trên mặt đài sẽ được thiết kế đường họa tiết vân uh, theo kiểu vân uh, vải nhìn rất đẹp luôn anh em ạ. góc qua 6 giờ đây sẽ có dòng chữ JAPAN. đây là bản đồ địa Nhật nha anh em nhé. toàn bộ phần thân này thiết kế là bánh bóng loáng hết toàn bộ nhìn rất là đẹp và sang. trên đùi sẽ có logo S của dòng All Star và bướm anh em nhé. quả trông góc gãy dây cao cấp. Mà tại sao mỗi sản phẩm này được thiết kế là máy lộ cơ và anh em để quan sát được bộ máy bên trong của em màu Star này. Nhưng đáng sản phẩm sẽ có những sông số tung đi cơ bản như là chống đất sản phẩm sẽ là 53, từ 50 m này. Stainless steel là theo gì? Epson là công ty mẹ của Oren. Mỹ in ra ban là bộ đồ liệu anh em nhé. Đây là anh em để quan sát được bộ máy bên trong này. Rất là đẹp và sang trọng. Bộ máy in -house của hóa. Trên này đây được trang bị là bộ máy 48E52 bộ máy rất là sang cho anh em gồm 23 chân kính em nhé nhìn rất là mê luôn từng chân kính này viên hồng ngọc rất đẹp sang trọng với trong bộ máy này phiên bản có tay rất là hiếm chiếc này em tham khảo được giá hàng mới rất là cao loanh quanh tầm khoảng 40 triệu hơn 40 triệu một chút anh em nhé hàng mới bên Nhật Bản và hiện tại chiếc này thì em giao lưu giao lưu và thanh lý cho anh em giá chỉ có 18 triệu 500 đồng thôi rất là rẻ dễ chơi cho phiên bản đồng hồ Star máy có tay đẹp như này chỉ có là 18 triệu 500 anh em nhé tiếp theo thì ở đây xem có một em hàng All -Star giới thiệu tới anh em em sẽ giới thiệu hết tất cả những mẫu dây dài trước rồi em sẽ qua những mẫu dây kim loại giới thiệu anh em nhé trên tay em đang có một em hàng Orange Star một em hàng phiên bản hề Joker trên đây thì sẽ là một em hàng có tình trạng qua sử dụng và mai này là một trong cái mã Ostar rất hiếm hề Hi Joker phiên bản mặt đều màu trắng toàn thân sẽ được mạ vàng Geogon và PD rất là sang trọng nha anh em nhé phần kim cọc số đều, đều được thiết kế bằng một mạ vàng hồng này anh em nhìn nó lên tô màu mặt trắng của Mateo rất là sang trọng và nhìn rất là đẹp dây da dây da cả số với em nhé khóa là khóa xiên trên khóa sẽ có logo của dòng Rosta này anh em thiết kế với cái xe mặt là size 41 và mã này là một trong mã rất hiếm em mà sách tay đều Nhật Bản về thì mới có hàng và săn mãi mới được anh nhá nói chung là săn được một chiếc này rất là may mắn rồi cái bản hè khá là hiếm trên thị trường này kính có xấu được thiết kế mạ vàng hồng hết và mẫu đồng hồ lại được thiết kế đường kính sai mặt xe sai 41 anh em nhé dây ra chỉ đeo tay rất là dễ và ôm thôi anh em tay 16 lên thì đeo em ta rất đẹp rồi rất là ngon nha anh em mặt kính sao phía nguyên khối này trên hộp sẽ có logo S của dòng Star Chiếc đồng hồ này thì phần kim có số nó được thiết kế mạ vàng hồng màu hiệu gold Kim giờ kim phút dạng là kim kiếm và góc 3 giờ đây sẽ được thiết kế một ô dụng kim skeleton Do sang trọng, bên dưới góc 2 giờ sẽ có ô kim xăng bảo có năng lượng Và góc 3 giờ có một dòng chiếc star Automatic Góc 6 giờ đây sẽ có ô Sokeo, đây là chỉ kim dây Anh em nhìn này, trên trục máy của nó chỉ có kim giờ kim phút Anh này cảm nhận được là cái thời gian trôi của em nó rất là từ từ, rất chậm rãi, rất thanh thoát anh em nhé Quả xuyên này nha quả xuyên của đặc sản phẩm mặt đáy sau sản phẩm thiết kế là mặt đáy lỗ uh, lộ cơ anh em Anh quan sát được bên trong uh, bộ máy này bộ máy Osta thiết kế cái quả văng uh, được uh, thiết kế ca rất đẹp và bên trong tổng máy thiết kế đánh vân sơ hay vân đánh xoáy nhìn rất là mê nhưng này cũng giống đi cơ bản như mấy ra ban là bài đồ địa Esson là công mẹ Ren tên nó thiếu theo gì và đây là à, chống nước sản phẩm với là 13 tương đương 100m bộ máy automatic mà để cho anh em thời gian cốt là 40 giờ mỗi sản phẩm ngày hôm nay thì em giao lưu tới anh em giá chỉ có bảy triệu rưỡi thôi nhá bảy triệu năm trăm ngàn đồng cho phiên bản đồng hồ star toàn thân nước mạng nó đẹp như này cơ mà rất hoàn hảo rồi anh em giá chỉ bảy triệu rưỡi thôi tiếp theo trên cái lô thời ra hôm nay thì em có một em hàng là Tricker Gua Tricker một phiên bản có độ đẹp độ nét phải nói là hoàn hảo đây là phiên bản dành cho anh em thích dòng diver bơi lội hàng thụy sĩ nhưng mà lại giá rất là giặt rẻ đồ hoàn thiện đồ đầy của mẫu này thì em đánh giá nó đẹp ngang dòng zin nhưng mà cái mức giá của nó thì chỉ ngang như t-shirt Hamilton thôi đây là một em hàng Twitter World đây là một mã sản phẩm ở size 38 diver chống nước 600m rất là nhiều anh em chơi logo của Christopher này với mẫu đường này thì uh, sẽ được thiết kế núm và núm sụt tại vì trồng nước rất là sâu tận 600 m anh em ạ em sẽ xoáy hết cái gen ra và em rút ra chỉnh giờ cho anh em này em chỉnh về tầm 10 giờ 10 đây là mùi giờ để nhất trong đồng hồ anh em nhé em đóng đúng lại lên con tay và em đóng hết cái gen này cho anh em xoáy gen cần đóng ấn lúc từ thôi lên lại hết nha anh em ạ thiết kế này rất đẹp và sang trọng với cái tông màu mặt trắng này trải những cái đường sóng của dòng diver rất đẹp phần uh, kim giờ kim phút thiết kế hai kim rất đa dạng gồm kim lá và kim hình giọt nước và kim này sẽ là kim kiếm nha anh em ạ kim dây thiết kế là kim mắt ngỗng và có cái logo, logo quyển quyền triệu đinh ba của dòng kicker golfer cọc số thiết kế là cọc số vạch có ba giờ có bốn cửa sổ lịch ngay và góc 9 giờ sẽ có chiếc trích cho anh em ngắm nhìn nhá dòng chữ automatic và độ chống nước số là 600 m dòng diver này sẽ tách qua dạ quang cho anh em nhìn nhá. Dạ quang của nó thì khá là sáng, nhìn rất đẹp và lung linh luôn. Em tách qua cho anh em xem. Em nhìn dạ quang này, em vừa tách qua một chút đã lên sáng này rồi các bạn, sáng rực luôn. Anh em nhìn màu xanh của nó rất là trẻ trung. nhiều sản phẩm thiết kế đường benzene ceramic em nhá, tông màu đen và dây màu đen nữa, nó sẽ làm phần nổi bật lên cho sò material này. Bây giờ xoay một chiều, tại bên đây là dòng diver có một cái côn bốc hình tam giác này anh em nhìn này toàn thân này thiết kế đánh phai xước hết toàn bộ sau 38 thì anh em có cổ tay nhỏ hoặc vừa đẹp rất hợp lý anh em có cổ tay uh, nhỏ và, và, và vừa đẹp rất dễ chơi luôn dây zin khóa zin luôn anh em nhá trên quạt sẽ có dòng chữ trích cấp phơ mặt này sau sản phẩm thiết kế là mặt đề kín và anh em thấy nhìn thấy giữa giữa sẽ có cái logo kính trượng, à, logo đinh ba của mẫu trích cấp phơ trên nhiều của nó thì đáy có những thông tin như là trích cho phơ một bản uh, trên trên đồ 600 anh em nhé chống nước sản phẩm anh em thì rõ là 60 atm từ 600 m tên là tiêu theo gì để mẹ sống vít sĩ đây là một mỏng dòng mã của một chiếc phơ hiện tại trong chiếc hôm nay thì em mang để cho anh em giá chỉ 13 triệu rưỡi thôi độ hoàn thiện phải nó đẹp như long jean nhưng mà giá rẻ như tissot shirt anh em ạ hoặc là Hamilton tiếp tục trong video hôm nay thì em có một em mà tissot giới thiệu tới anh em một mã tít lộ tiêu tí open hết đây là một em hàng tít sắt rất là đẹp thiết kế lộ kim quét thủng nằm ở vị trí góc 12 giờ và anh em có thể quan sát được với mẫu đồng hồ của chúng ta ngày hôm nay thì uh, thiết kế rất đơn giản chỉ gồm ba kim thôi mà có mô lộ skeleton một con lộ tiêu open hết làm ở vị trí dưới góc 12 giờ nha anh em ạ sẽ đến chúng ta tay đồng hồ chạy này trang bị dây da khóa là khóa bườm chống cái quay dây của dòng t-shirt anh em nhé với một t-shirt này thì toàn thân sẽ được thiết kế là mạ vàng hồng mạ vàng hồng và uh, gold anh em ạ trên đùm sẽ có logo T của t-shirt size mặt của em nó chỉ là size 40 thôi rất đẹp anh em ạ rất sang trọng mặt kính sapphire phi nguyên khối và với mức đồ này thì uh, phần kim giờ kim phút sẽ được thiết kế là dạng kim kiếm và trong cái lòng dòng sữa dòng ô được thiết kế một cái vòng tròn sẽ sửa những cái đường ở vân rất đẹp và sang trọng. Cọc số em nó thiết kế dọc số vạch này. Dưới góc giờ sẽ là thiết kế một cọc số la mã cổ điển nha anh em. Dòng chữ sống với mắt chữ sĩ. Với mặt đồng hồ này thì mặt đáy sau của nó thiết kế là mặt đáy lộ cơ. Anh em để quan sát được bộ máy Power 80 bên trong mặt đồng hồ này. Bộ máy có mang tiền cho anh em là 25 trên kính. Tần số dao động của em nó sẽ là 21.600 với tần tích con là 80 giờ anh em ạ. Nghiêm này gồm mã seri, mã sản phẩm, mã đáy. sotan still là thép gì, t-shirt, kính sapphire, mã đầu dòng, quay chiều mức sản phẩm là 30 m Anh em phải đeo đi mưa rửa tay thoải mái. Trên này thì em mang đến anh em, giá thì 8 triệu 8, 8 em nhé. Cuối cùng trong lô gì, trong những mẫu đồ hồ dây da hôm nay, thì em có một em hàng long jean giới thiệu tới anh em. Đây cũng chỉ là một chiếc long jean duy nhất trong cái lô ngày hôm nay anh em nhé. Một em hàng Long gì với lòng là những em hàng Long gì này thì nó sẽ có một cái uh, mẫu mã dòng với sen mặt xanh Blue này nó sẽ có thường thường sẽ là thiết kế size 38.5 rất nhiều nhưng mà với chiếc đồng hồ trên tay em đây sẽ là em long gì thiết kế với size mặt là size 40 một trong mã siêu hiếm em nhé Tại vì lòng Long gì này thì đã được uh, sản xuất khá đã lâu rồi chưa size 40 này vô cùng hiếm gặp luôn dành cho những anh em có cổ tay vừa và to thì là rất là hợp lý anh em này nhìn quan sát này độ hoàn thiện long zin phải nói lúc nào cũng là đỉnh cao bên trong thiết kế mặt đều một xanh blue trả tia săn bớt nhìn rất là đẹp và khỏe khoắn phân cao số của em nó thiết kế là cao số vạch này góc me giờ bên dưới có chữ long jean, logo biểu tượng cánh ngay bằng đồng hồ cát kim giờ kim phút là kim kiến và toàn bộ đều là làm từ thép gì đồ hoàn thiện rất là sắc bén và đẹp sau 3 giờ có một ô cửa sổ lịch ngày hiện dụng cho em chơi vào chiếc automatic nằm ở vị trí dưới góc 12 giờ bên dưới luôn hoàn thiện rất đẹp thì thiết kế niềm bo tròn này rất là nhỏ nhắn cái đập với cung kính sapphire nữa cho nên anh em về thì quan sát được cái mặt của nó thì rất là mê toàn bộ phần thân hoàn thiện đánh bóng nó hết toàn bộ còn rất là mới và đẹp anh em ạ à. trên núm sẽ có logo của dòng long jean bộ dây da này khóa của nó sẽ là khóa bướm khóa uh, khóa sẽ có logo chữ long zin em nhé đó logo cái chim đầu cát sản phẩm mỗi sản phẩm này mặt này sau được trang bị là một mặt này và mặt này lỗ cơ bên trong sở hữu bộ máy đời mới cao cấp của nhà long jean. bộ máy long l 888 3 bộ máy đời mới cao cấp bên trong thiết kế này đánh vân triện rất đẹp và hoàn hảo với bộ máy long zin l 88 3 này sẽ mang cho anh em là 21 chân kính cái đôi chân kính này anh em nhìn qua xem sẽ được triện trong cái máy này máy bên trong đây em nhé và gồm 21 chân kính này để anh em nhìn văn chi chu số hết mấy 21 chân kính tần số giao của em đó 25.200 với thời tiết con là 65 giờ anh em ạ trên đường này có những thông tin là xe tiêu trong gì này ở uh, Long với mã đầu dòng chống nước sản phẩm là 30 m thì anh em có thể đi yên tâm thoải mái số hết mấy chữ xin anh em nhé với mỗi Long Duyên Pesan này size mặt là size 40 một trong mã siêu hiếm em có tình trạng đẹp như thế này để 99 trăm giao lưu tới em mức giá ngày hôm nay thì chỉ có là 20 triệu 500 ngàn đồng thôi 20 triệu rưỡi cho phiên bản Long Jean xe này anh em nhé à, tiếp theo thì em có một em màng uh, Bulova gì anh em một em màng có thể nói là, là tinh hoa nền di sản đồng hồ thụy sĩ anh em nhé tại vì cái dòng Bulova thì nó đã được uh, bán mà được uh, sang tên cho Nhật Bản rồi, cho đồng hồ Nhật, cho uh, uh, Miyota. Nhưng mà về mẫu uh, Bulova trên tay em đây, sẽ là em hàng máy Thụy Sĩ. Em hàng một em hàng Bulova Accutron rất đẹp hoàn hảo. Mã đồng hồ Bulova sẽ có tình trạng là siêu hiếm luôn nha anh em nhé, Phải nói dùng từ là siêu hiếm luôn. Một mã đồng hồ Bulova Accutron skeleton lộ hoàn toàn máy móc luôn rất đẹp và chất chơi nha anh em ạ em quan sát được em hàng cực phẩm ngày hôm nay ngắm nhìn này một di sản đồng hồ của đất nước thụy sĩ được trang bị bộ máy automatic bộ máy rất là trâu thiết kế skeleton rất là sang trọng rất là hầm hố và khỏe Má đồng hồ này được thiết kế đường kính sao và size 41 anh em nhé và đây một trong những mã bây giờ anh của em có tiền không mua hàng mới đâu mã đồng hồ Akutron rất là sang thiết kế ba kim và lộ toàn bộ máy móc bên trong anh em quan sát rõ toàn bộ bộ máy cơ khí bên trong mỗi sản phẩm này trên phần mặt kính sẽ có chữ Boluva Aquasuit này kính sao phim nha anh em nhé kính sao phim nguyên khối thiết kế thấp hơn cả cái nhựa này này đó anh em để yên tâm dùng cái gà như nào đó thì anh em không thể nào sức có kính được dây kim loại thiết kế những mắt xích nhỏ đang xen nhau gồm đánh bóng loáng đánh phay xước rất là hoàn hảo trên núm sẽ có logo cái uh, uh, của nhà Budova này Đánh bóng hoảng rất là đẹp và sang trọng mẫu này được thiết kế ra 41 nhá sai mẫu đồng hồ này thì anh em tay từ khoảng là 16 rồi lên đeo rất tốt rồi tay 17 Nói chung mẫu hồ anh em tay từ 16 đến 5 nhá 16.5 trở lên thì đeo Budova rất đẹp anh em tay vừa và to đeo mẫu này rất hợp lý và dây của nó rất là dài bên trong là kim giờ kim phút thiết kế dạng là kim nung kim dây rất thanh mảnh phần cọc số thiết kế rất to gồm có số vạch và có số la mã đối xứng nhau đối xia nhau bên trong bộ máy thiết kế skeleton này vô đỉnh cao anh em nhìn toàn bộ chiếc nhỏ bên trong tầng máy của sản phẩm rất là hoàn hảo và mê cho một di sản đồng hồ thụy sĩ như này cực đẹp anh em ạ khóa gấp là khóa gấp hai đầu của dòng buduva Mặt tại sau của em hàng buduva được thiết kế làm mặt đáy lộ cơ anh em thể nhìn thấy bên trong bộ máy Budova sản phẩm bộ máy sẽ được trang bị là bộ máy Bulova Budova được ba siêu phiên nền tảng của bộ máy uh, LU 200 gồm 26 chân kính với tần số 58.800 anh em nhé thời gian tích cót là lan quanh 40 giờ đường tài những thông tin như là Bulova Aku này kính xa phía Tô, trồng nước sản phẩm là 100 m số bên mắt đây là một mã đầu dòng ở tên là tiêu đây không gì ở đây là mã uh, series hiện tại của em nào siêu hiếm như này thì em tuần giao lưu tới anh em giá chỉ có 13 ,8 triệu 800 ngàn đồng anh em nhé 13 ,8 triệu 8 cho em hàng Budova Aku Switch đẹp và chất chơi này anh em ở đây thì em có một em hàng à, Modo giới thiệu tới anh em một trong những cái mã được thiết kế khá là đẹp với đường kính xe mà thả xe 40 phiên bản đồng hồ Mobile mô đô thì nó nổi tiếng về đồ hoàn thiện và được thiết kế trong những mã đồng hồ nổi tiếng về cái sự thiết kế rất đơn giản tối giản tối thiểu nhất có thể trên mô đồng hồ mô em mang đến cho anh em hôm nay thì chỉ có là hai kim thôi và mặc sẽ được trang bị là một cái mặt dial xanh blue rất là trẻ trung và năng động này phần cọc số phần kim của nó thích cái là kim giờ kim phút là dạng kim kiếm phần dây rất là đẹp của nhà mô sẽ có nửa cái mắt ở giữa nửa cái chấm tròn ở giữa và thiết kế đánh phai xước để bóng loáng của nhau đan xen rất đẹp hoàn hảo trước đây thì em tôi đánh giá còn đẹp 98% rất là mới luôn này anh quan sát này đó trên khóa sẽ có logo màu của nhà mobile anh quan sát rõ luôn đường đài thiết kế thành bo tròn này và mặt kính sẽ mẹ nó mặt kính sapphire mẫu này xa 40 thì anh em có cổ tay từ 16 lên đều rất đẹp hoàn hảo mặt kính sapphire nguyên khối mặt xanh blue rất trẻ trung năng động có 12 giờ sẽ có một cái chấm tròn như một tấm gương phản chiếu đây là một cái chấm tròn độc quyền của nhà Movado bây giờ sống với vào chữ Movado sản phẩm khoảng các hai đầu anh em mà này sau là mặt đề kín và anh quan sát được à, ở bên, trên mặt đài sẽ có những số như là Movado sống này tên đã thiêu gì và đây là đội chống nước sản phẩm anh em phải đeo đi mưa rửa tay kính sao phía tô mắt sẽ đi đầu dòng hiện tại chiếc này thì em nên mang để cho anh em giá thì 6 ,3 triệu ba thôi anh em nhé 6 triệu 300 ngàn đồng cho phiên bản đồng hồ đô đẹp và ngon như này. Tiếp theo đây thì em có một em hàng Citizen uh, giới thiệu tới quý em. Một phiên bản đồng hồ phải nói cũng rất là hiếm. Dành cho những anh em có cổ tay vừa và to. Tại vì mỗi đồng hồ này thực cái, cái size mặt rất là to. Size của nó thì sẽ là size 43 anh em ạ. Size rất là to luôn. Một em hàng uh, bộ Citizen uh, eco Driver rất là mê anh em ạ em sẽ chỉnh vào tầm 10 giờ 10 đây là mùi dây đến nước đồng hồ em nhé thiết kế gồm bốn núm anh em ạ núm của nó sẽ là núm tiêu đao tức là núm và xoay gen phiên bản đồng hồ Citizen Eco Driver rất là xuất sắc và đẹp dây kim loại rất đẹp và sang trọng này vũ đồ này thì anh em có cổ của tay của có cổ của tay từ khoảng 16.5 hay 17 trở lên nhé đeo khẳng định mà đeo được tại vì nó thiết kế sa mặt khá to sa mặt là 43 toàn bộ vẫn dây thân làm được cái công gì để phải xếp sắc bộ anh em ạ bốn đúng thì rất là độc đáo và sang trọng mặt kính cho biết đó là một mặt kính Sapphire nguyên khối anh em nhé anh em nhìn qua sát này bộ đồ thì em sẽ soi chút dạ quang vào cho anh em ngắm này dạ quang em nó siêu sàng luôn một em hàng uh, season eco driver đây là một em hàng uh, cũng là thiết kế diver bơi lội anh em nhé chống nước từ của nó 200 mét luôn ra ngon em test qua số giả quang em ngắm này em nhìn nhá dạ quang à? siêu sao luôn đó một trong những mã đồng hồ chống nước lên tới sau 200m rất là ngon anh em chơi mặt kính là kính sapphire diver bơi lội một mã ego driver rất đẹp ở góc uh, giữa rưỡi đây sẽ có một ô cửa sổ lịch ngày cho anh em chơi này và anh em quan sát được của hình vỗ, vỗ rất nhiều sắc anh em quan sát được luôn đó rất là chi tiết nhỏ rất đẹp và sang em sẽ chỉnh qua một chút xem một chút mấy cái những cái núm này để anh em có thể tham khảo được biết được núm vặn xoài gen xoài ra một chút cho anh em nhé Uh, một phiên bản à, uh, phải nói là khá là ngon và chất lượng nha anh em ạ thiết kế gồm rất là nhiều núm rất đặc biệt bốn núm rất là khỏe khoắn anh em nha bây giờ không bao giờ sẽ có chữ Syzen này driver và chữ chamber uh, gồm ba sắt hay và chữ này thì kim của nó chỉ là kim dây rối nha anh em ạ Góc qua 2 giờ đây sẽ là ô, ô bấm giờ thể thao trồ đáp anh nhìn này kim bấm giờ kim bắt đầu hoạt động và khi em bấm dừng lại ở góc thứ hai giờ nữa để em thì chỉ lại với chỗ đầu thì em ở góc 4 giờ đây đó phần kim của nó rất kiểu rất đẹp anh em ạ kim giờ là kim kiếm và kim rất thanh mảnh gồm những chiều chất thì chi nhỏ cửa sổ lịch ngay anh em chơi rất tiện tiện dụng như anh em nói chung là anh em thì quan sát độ hoàn thiện trên này đỉnh cao em mà có những option như là bấm giờ thì ta trô đáp nước là 200m và đây là một mã đồng hồ Shizera Driver rất lâu hết pin luôn nha anh em dây kim loại trên khóa là khóa gấp một đầu à khóa khóa gấp hai lần thì khóa một đầu hai lần trên khóa sẽ có dòng chữ Cgen mặt này sau là mặt này kín nha anh em nhá có những thông tin này, chủ là chủ nữa là 200 m Cgen và uh, dòng chữ sapphire giờ trên tiêu thì cũng gì nha anh em ạ hiện tại chiếc Cgen này em tuần mang đến cho anh em giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi 5 triệu rưỡi cho màng Cgen Eco Driver tình Safir rất nhiều option ngon tiếp theo thì em có một hàng t-shirt nữa giới thiệu tới anh em trên này là một trong những cái mã dòng thì rất đẹp và sang một em hàng t-shirt PLC 200 một em hàng option khá là ngon dòng PLC à, những mẫu đồng hồ cơ chính hãng ấy anh em xem video nhiều anh em để thấy được đó là hồ cơ thì rất là khó khi có hai lịch nó chỉ thường được thiết kế là có lịch ngày thôi và chiếc này được sở hữu bộ máy tám 10 với thiết kế là hai lịch gồm lịch ngày và lịch thứ hơn uh, hẳn trên hết thì em này là một là một trong những mã đồng hồ có diver chống nước là tận 200m anh em có thể yên tâm thoải mái bơi lặn lội trong những sinh hoạt hàng ngày và cả đi tắm biển hay là dùng những sinh hoạt nước nặng nha anh em nhé tự yên tâm luôn làm em bằng diver thì núm của nó được thiết kế là núm skill down là núm vặn xoay ren núm rất là to anh em về rất thích luôn nhé em chỉnh về tầm mù uh, mùa dây với đồng hồ này anh quan sát được nhé thiết kế một trong những mặt xanh blue rất là hiếm gặp luôn mã này mã siêu hiếm hàng mới giá trị lên tới là 18 triệu qua wow, sử dụng ít đẹp như thế này em nhìn này dây kim loại đẹp vô cùng luôn bên này cũng vậy đó siêu lướt em giao lưu tới anh em giá trị bảy rưỡi thôi nhá thiết kế là một mặt kính sẽ à, một kính thiết kế là một tờ cái mức xa là xa 40 và mặt kính là một mặt kính xa phim nguyên khối anh em quan sát được này nhiều thiết kế như bo tròn và bên trong thiết kế mặt đầu màu xanh blue blue rất là đẹp bên dưới góc men giờ có chữ tiêu sớm 1853 và bên dưới chữ tám trăm tám sản phẩm còn kim giờ kim phút dạng là kim kiếm nha anh em và bên dưới góc men giờ có chữ tiêu sớm 1853 này góc qua 3 giờ đây sẽ có một ô cửa sổ lịch ngày và lịch thứ có số thiết kế đánh số là sáu chín mai là có số trò Còn những phần có số lại chỉ là có số vạch thôi nha anh em thiết kế rất đẹp luôn nha anh em ạ trẻ trung và năng động trên khóa sẽ có dòng chữ T của nhà T-shirt là có gấp hai lần nha anh em mà tại sao anh em lại chiêm ngưỡng được bộ máy là bộ máy T-shirt của sản phẩm này bộ máy 80 gồm cho anh em là 23 trên kính tần số là 28.800 à 600 cho anh em với tần chức có năng lượng của em nó là 80 giờ anh em ạ trên điểm có những thông tin cơ bản như T-shirt 1853 kính Sapphire tô đây là mã đầu dòng chống nước sản phẩm là 200m anh em nhé Đây là tiểu tiêu gì nha anh em Á, chỉ giá chỉ bảy triệu rưỡi thôi trên phiên bản t-shirt đẹp và ngon như thế này mức giá phải nói là rất là dễ chơi cho anh em nhé tiếp theo thì em có một em hàng modit giới thiệu tới quý em trên em đây là một phiên bản đồng hồ modit được trang bị một ô kim xăng có năng lượng là mở vị trí góc 12 giờ à góc vị góc 7 giờ một ô kim xăng bó có năng lượng này em nhìn này à, thế từ thiết kế thoải xuống dưới đó vị trí ở đây sẽ là một thiết kế một vòng tròn một kiêu kim xăng máu năng lượng ở đây anh em gọi là có những chữ là River de Machi bóng kim xăng bóng năng em nhé đồ hoàn thiện cùng vòng modis thì phải nói là không chê ở đâu được chê hàng con này thiết cái dạng càng cụp này đều rất là chắc chắn ôm tay dây kim loại dây zin thiết kế đường phai xước thành bóng loáng đang xen nhau rất là mới núm sẽ có logo M hình móng ngựa và núm thiết kế theo kiểu dạng đỉnh sóng rất là mê này để đồ trang lên có tay hai giờ kêu ra stop thì anh em rút chỉnh giờ nhá lắc qua một chút đồng hồ chạy anh em nhìn độ một màu em nó này có đầu hoạt động em này được thiết kế được kịp xe mặt là sai 40.5 anh em bổ tay từ khoảng 16 hay 16.5 trở lên tay vừa nhá đẹp rất đẹp với em màu mó này rồi còn uh, mặt kính của nó, là một mặt kính xa nguyên khối trồng xước chống rời và anh em để qua sát này nó phụ hóa rồi trồng loài rất là xanh rất là đẹp nhìn như không có kính bên trong anh em quan sát được sẽ có mặt tèo màu trắng cái tới đây sẽ lưng trải tia săn bớt thì rất là mê góc 3 giờ và góc uh, từ góc 6 giờ đến góc 7 giờ này được uh, thiết kế đường khoảng nó sẽ được thiết kế hai gồ thấp hơn cái mặt đều này thiết kế rất xịn sò gồm một ô cửa sổ lịch ngay và một ô kim sang bò có tăng lượng bên dưới góc 12 giờ sẽ có dòng chữ Moritz Zagorai Automatic và logo mờ hình móng ngựa chơi xem xe lên có tay này em nhìn nhá cái ô uh, À, of, uh, of Dimachi bắt đầu hoạt động và đầu lên này điểm số là bass và điểm kết uh, thúc đỉnh cao nhất là mà hết em xoang lên con tay với anh em ngắm nhìn nhá em nhìn cái kêu kim kim của nó bắt đầu di chuyển kìa kim ra sang và chuyển đó em chỉnh về giữa luôn rất đẹp và sang kim giờ kim phút uh, là kim kiếm và trên này có dòng chữ sống cái làm ở chỉ hơi hơn 4 giờ ở đây cọc số làm từ thế không gì rất là bóng và đẹp mặt trả tiền sân bớt thì rất xa em test qua chút dạ quang chữ chữ này nhá dạ quang em đánh giá rất là đẹp rồi dạ quang chữ này thì không phải nhiều nhưng mà cũng rất là sáng và đẹp luôn Test qua cho anh em một dạ quang còn dạ quang em nói này bây giờ ban đêm thì cũng rất là thích hợp và hợp lý mặt kính của nó thì như kiểu là không có kính luôn trong cực kỳ nét sắc nét đỉnh cao ở ngoài thì niềng đáy còn nếu đi trong rồi cơ bản như là ở dòng con tốt của Moritz này sống nước sản phẩm là 53 5 ATM PT 618 là 68 mã series. bên trong sở hữu bộ máy ML113 mang đến cho anh em là 21 chân kính bộ máy được bay hiện đảm bộ máy 2892 ôm 28.800 tần số rộng của nó là 48 giá tích cót. trên quả, quả sẽ có lòng chữ Moritz của loài hoàn thiện rất đẹp bên trong tầng máy của sản phẩm này hiện tại trước này thì em mang đến cho anh em giá cực tốt chỉ có 18 triệu 500 đồng phiên đảo Moritz con tốt độ hoàn thiện sắc nét đỉnh cao như này anh em nhé ở đây thì em có tiếp theo một em màng t-shirt giới thiệu tới quý anh chị em. Đây sẽ là một em màng t-shirt champion để tour phiên bản với đường kính xem mặt là size 42 nha anh em nhé. Phiên bản rất đẹp. Đồ hoàn thiện rất long lanh. Với cái mặt đây đó là một màu đen bóng. Phần kim cọc số tất cả đều được thiết kế làm khép không gì. Cọc số cọc số vạch đan xen cọc số la mã cổ điển. Bộ kim giờ kim phút chúng ta sẽ là kim kiếm nha anh em nhé ở cái những phần ô sát sắc đồ ở ngoài có một cái vòng tròn này phần uh, chứa những cái cần cao số Xe đường thiết kế như họa tiết vân nên nhìn rất đẹp bên trong lòng của lò thiết kế lòng uh, đeo trơn có lòng dự tiên sơn 1853 và đó là dự trên bên đề tua với 80 có một cửa sổ lịch này làm vị trí góc 2 giờ à, góc 6 giờ bộ ô lịch lọc đem đến tài vận may mắn cho anh em độ hoàn thiện trước này rất là mới tình trạng là siêu nước anh em nhé dưới kim loại quan sát này đan sen giữa hai mắt xích nhau, đánh bóng và ba mắt xích còn lại đánh phe xước khóa là chữ tư xước 1853. bên trong mặt đáy thì anh em thể quan sát được bộ máy Apple máy 80 bên trong mẫu đồ hồ này với bộ máy này sẽ qua cho anh em cần đủ là 28 à, à 21.600 số rộng em 23 chân kính và à, với 80 giờ tích con em nhé thiết kế cái bố nó rất đẹp của dòng chemin những thông số cơ bản như là xanh tiêu không gì kính sao viết chống nước sản phẩm là 53 m 50 mét thì nó chút đi sớm mã đầu rồng và mắt anh em nhé hiện tại chiếc này thì em mang đến cho anh em giá trị 7 triệu chín thôi nhá Chưa lướt nha anh em tiếp theo đây thì em sẽ có mọi em có đồ bản thiện vô cùng chất lượng mang đến cho anh em một phiên bản đồng hồ đến từ thiệu Oris anh em ạ một chiếc đồng hồ Oris Big Crown thích kiểu dạng nổ siêu đa đúng mà sẽ gen tại vì chiếc đồng hồ này sẽ có một độ chống nước rất là tốt chống nước của nó đây đấy là 100 m anh em ạ. Một mã dòng thiết kế với đường kính sa mặt là size 40.5. Càng thiết kế khá là dài, anh em có cổ tay từ 16.5 trở lên. Đeo rất đẹp và hợp lý. Trên mẫu đồng hồ này thì phần dây của nó thiết kế dạng dây kim loại. Đang xem những mắt xích nhỏ nối tiếp và hai bên ngoài của hai mắt xích rất là to. Dây thì đeo rất là ôm anh em nhé. Điểm băm rất là đẹp tạo lên một điểm nhấn cho mẫu đồng hồ chúng ta mặt kính trang bị của em đó là một mặt kính sapphire phần mềm chút tay em chưa nhìn vào cái này này em nhìn vào tay 17 bên tay đẹp cực kỳ luôn đó tay rất là mê luôn nha anh em á mặt kính sao viên nguyên khối nha anh em kết hợp với mặt tông màu trắng rất đẹp hoàn hảo phần uh, kinh vật số đều được thiết kế là mạ vàng hồng nha anh em ạ rất sang con số thiết kế là con số vạch đan xen góc 2, 4, 6, 8, 12 là một số hot trò sẽ gồm 4 kim trên cái trục dial này gồm kim giờ, kim phút và kim giây. Một cái kim quyền trượng là mở vị trí góc uh, chỉ số 19 này là kim lịch chỉ ngày. Tại vì riêng ngoài em quan sát này sẽ đánh số từ 131 đây là một cái vòng lịch ngày anh em nhé. Trước đây thì dạng qua anh em đánh giá rất là sáng luôn, một em hàng audit automatic, em hay gọi audit big crown nhưng em nhé. Nói chung đồ hoàn thiện trước này thì em đánh giá thì cọc số nó khá đẹp, khá là yêu luôn anh em ạ. À. anh em nhìn cặp số này ra qua màu xanh sang cực kỳ đẹp luôn đó đúng có logo nhà Oris anh em nhé khóa có phải đầu áo à, khóa một đầu trên có của Oris này mặt này sau thiết kế là mặt động cơ và em quan sát được bộ máy Oris bên trong trên bộ máy này sử bộ máy bố đầu đặc trưng của nhà Oris bộ máy 754 với bộ máy này sẽ mang cho anh em 26 chân kính tần số độ 28.800 với hơn 44 hơn 40 giờ tích cốt anh em nhé bộ máy bố đỏ rất đẹp liềng này cũng được thiết kế liềng băm có những thông số như là Oris Swift 762840 uh, toàn thân là từ thép không gì kính chống nước sản phẩm là 13 tương đương 100m nha anh em nhé chứ này hiện tại em đang để cho anh em giá của sản phẩm là 14 triệu 800 ngàn đồng nha anh em 14 triệu 8 cho phiên bản đồng hồ Oris Background đẹp và xuất sắc như này nha anh em nhé Cuối cùng trên cái lô tổng hợp ngày nay thì em có một em hàng Hamilton Liberty giới thiệu tới anh em Trước này thì anh khách chưa mua ở tại cửa hàng em Mua được chưa một tháng Anh à, khách nhờ bán lại anh em ạ Cách khách uh, lên đòi Cho nên là thanh lý lại cho anh em mức giá Để cho anh em chơi rất dễ dàng Cho phiên bản đồng hồ Hamilton uh, Spirit of Liberty Phiên bản này là một trong phiên bản Được uh, thiết kế với cái tôn Demi Rất là sang Giá lại như hàng giá thì nói chung là như những đồng hồ anh em có thể biết được là những kiểu đồng hồ xuất sắc xấu Nhưng mà tình trạng trên này còn cực đẹp mới mua được một tháng nhờ bán lại anh em nhìn từ dây này anh biết độ mới ở đó phay với cả đèn mạ vàng nhìn nó không có gì hàng mới luôn bên cạnh vậy nhá anh biết độ mới đẹp như nào rồi mới chỉ cắt mắt dùng được có vài lần đẹp xuất sắc trên khóa dòng chữ Hamilton khóa phải đầu phiên bản đồng hồ Hamilton Liberty Tôn Điên Bi nhiều ngôi sản phẩm thiết kế cũng được mạ vàng PD và tất cả phần kim cọc số của em nó được thiết kế là mạ vàng kim đi anh em nhé mạ vàng gold rất đẹp sang trọng cọc số thiết kế là cọc số vạch và phần kim giờ kim phút chúng ta dạng là kim kiếm à dạng là kim lá liễu rất là thanh mảnh bên dưới góc 12 giờ sẽ có dòng chữ Hamilton logo biểu tượng của nhà Liberty góc 7 giờ à, góc 6 giờ có mẫu cửa sổ định ngay thế này thì em sẽ lên chỗ tay rồi ngồi chạy này một oh, bán rất là nhanh luôn service so dòng chữ automatic mặt đều màu trắng trẻ tia săn bớt nhìn rất là hoàn hảo rất là mê kính là một mặt kính xa nguyên khối hồng này thiết kế này 40 hông ca đánh phay xước ở giữa thiết kế một cái khoang làm từ tay không gì thiết kế thấp hơn và được đánh bóng loáng trên lùm sẽ có lô hát của nhà Hamilton và mẫu này được thiết kế với size là size 42 em lên tay tay 17 phải ngắm này anh em tay từ 16.5 trở lên thì đeo em hàng Hamilton này vô cùng đẹp và vô cùng khỏe màu tôn vàng nhìn rất là sang luôn anh em ạ à. hiện lại trên này thì giá của em nó hiện tại chỉ có 9 triệu tám thôi anh em giá rẻ cực kỳ luôn anh khách mua hàng mới anh bóc hộp rất là cao tận 15 triệu tám và giờ thanh lý lỗ dùng được có chưa đầy một tháng mà thanh lý lỗ lại có 9 triệu tám thôi nha anh em có bảo hành hậu mã 5 năm bên trong anh em qua sửa bộ máy Calibre 10 bộ máy đời mới mà cho em anh là, là 25 trên kính tần số là 28 000 à, 600 với 18 giờ tích cốt anh em ạ à. cái kiểu dạng skeleton rất đẹp trên quả bồ vang nhưng đấy có những thông số như là sống với sự sĩ này mã đầu dòng chống nước sản phẩm 53 thương 72.5 PSI thì sao veto anh em nhé giá chỉ có 9 triệu 8 thôi anh em trên cái lô tổng hợp ngày hôm nay thì anh em quan tâm mẫu sản phẩm nào thì hãy liên hệ qua số hotline và số zalo bên cửa em vào số 05 6844 6814 nha quý anh chị em. Cảm ơn anh em. Xin chào tạm biệt anh em ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của em ạ. Chào tạm biệt anh em.